High five. Thôi! Như vậy là điều gì đến cũng phải đến. Lần này thì các cầu thủ UEA Indonesia đã không bỏ lỡ cơ hội. Một tình huống dứt điểm quá dễ dàng của Titan Agung. Và đây là niềm vui của ban luyện bên phía UEA Indonesia. Đội bóng có trình độ cao hơn, có nhiều nhân tố xuất sắc hơn, lối chơi rõ ràng, mạch lạc hơn. Đã là đội bóng có được bàn thắng vừa lên dẫn trước. Tình huống dứt điểm trước đó của Kelly là hơi lành. Bradley Hang đã có một tình huống như là chơi bóng chuyền, cứu bóng nhưng lại hất bóng vào giữa khu vực cầu môn của Lô Hùng Dũng. Beckham rất nhiều những sự lúng túng và suýt nữa thì có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ UEA Indonesia. Và dứt điểm nhanh của Kelly Schreier. Rất nhiều những sự lúng túng đến từ các cầu thủ phòng ngự của UEA Campuchia. Một pha bóng mà Lee Pisot đã giật mình. Witan Suleiman. Goal! Thì đến dứt điểm trúng đích của Titan Agung nhưng chưa có bàn thắng thứ hai cho cá nhân tiền đạo màu số 18 và đội tuyển UEA Indonesia. Một tình huống chớp thời cơ rất nhanh. Nhưng rất tiếc là cú đá của Titan không trúng tầm bóng. Đó là một tình huống mà Beckham là nhất. Limpisot Chantia. Đối mặt với thủ môn, Chantia khống chế hỏng bước một. Thực ra không biết phải nói gì với màn trình diễn này của ngôi sao được kỳ vọng nhất của bóng đá Campuchia. Đường truyền rất hay của Limpisot. Limpisot hay bao nhiêu. Cản tầm di chuyển của Adi Sachio. Nguy hiểm. Rồi, không vào. Bất ngờ đã xảy ra. Và đúng là chỉ có tình huống cố định mới có thể mang lại bàn thắng cho UEA Campuchia mà thôi. Một cú đánh đầu tưởng chừng như vô hại của Sanva Makara. Bóng đi cầu vồng rồi bỗng nhiên rơi vào lưới trước sự bất ngờ của thủ thành Aji Sajio. Tưởng chừng như bóng đã đi ra ngoài nhưng rất bất ngờ. Một cú đánh đầu mà bóng bay với một quỹ đạo bay rất nhẹ, chậm. Hàng hậu vệ cũng như là thủ môn Aji Sajio tưởng như bóng đã đi ra ngoài. Nhưng bóng lại rơi vào mất trong cầu dọc và bắn vào lưới. Cầu thủ thi đấu hay nhất trên sân của UEA Campuchia đã có được bàn thắng. Bàn thắng rất quan trọng để níu kéo lại hy vọng cho đội chủ nhà. Sanva Makara với một Sanva Makara. Chandia. Vẫn là Chandia. Sosidan rất chống trải. Limpisot. Ở cự ly chỉ khoảng 7m, Limpisot lại dứt điểm vọt xa. KCK Honda nghe tức đã chỉ ra những lỗi của Limpisot. Đường truyền rất hay của Sosidan nhưng Limpisot khống chế bước một không thực sự thuận lợi. Thủ môn khống chế của Vitan Suleiman. Bagas. Vẫn là Bagas. Dứt điểm rất quyết đoán của Bagas nhưng lần này thì bóng cũng đi không chính xác. Khá giống với tình huống dứt điểm của Limpisot trước đó. Chúng ta cùng xem lại những pha phối hợp rất nhịp nhàng, tình huống xử lý bóng đầy tự tin và quyết tâm của cầu thủ UEA Indonesia. Beckham Putra. Titan. Beckham Putra. Vẫn là Beckham. Đá rất liên hoàn. Beckham Putra. Beckham đã ghi bàn. Một pha solo đẹp mắt của Beckham Putra. Bóng đá khẽ chạm một cầu thủ phòng ngự bên phía UEA Campuchia đổi hướng và khiến cho thủ thành Bradley Hang bất lực. Kịch bản cũng giống như những diễn của hiệp đấu đầu tiên. UEA Indonesia là đội bóng có được lợi thế và sự chủ động. Hàng phòng ngự của các cầu thủ UEA Campuchia để cho
Beckham đột phá như chỗ không người. Cú đá của Beckham Putra, bóng đi thẳng vào mặt của Nava và đổi hướng khiến cho West Ham bó tay. Phút thứ 9 của hiệp 1 thì